្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានៅលីង YouTube ពេជ្រវ៉ាន់ទាំងអស់ទីគ្រប់រាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកពីរបៀបធ្វើត្រសក់ជ្រក់មុនដំបូងខ្ញុំយកត្រសក់ហ្នឹងយើងទិញវាយកមកហើយយើងចាប់ដាំយកវាមកលាងទឹកឲ្យស្អាតយើងលាងវាពីទឹក3ទឹកណាបាទពេលយើងលាងទឹកវាស្អាតយើងទុកវាស្រស់ទឹកបន្តិចកាត់ក្បាលកាត់កន្ទុយវាជាងទៅសក់នេះខ្ចីខ្ចីល្អណាសក់ខ្មែរយើងខ្ញុំទៅដល់កន្លែងគេលក់បន្លែធម្មជាតិទៅដល់ហើយខ្ញុំទិញយកមកខ្ញុំឃើញល្អល្អអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទិញយកមកធ្វើជ្រក់ខ្លួនឯងញ៉ាំអាហ្នឹងគេហៅថាជ្រក់ត្រសក់ផ្អោបងញ៉ាំជាមួយនឹងប្រហុកអីបានអូយរត់ឆ្ងាញ់មែនតើនឹងស្រួយញាប់ហ្មងពេលយើងយកដាក់ក្នុងទូទឹកកកហើយយកចេញមកវិញអូយខំក្រឹបក្រឹបក្រឹបឆ្ងាញ់ហ្មងអានេះវាមិនដឹងជាស្អីណាវាមិនមែននេះទេឥឡូវខ្ញុំចិតសក់ខ្ញុំរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទៀតបងប្អូនទស្សនាជាមួយខ្ញុំណាមិនតាន់អាទេណាដាក់សក់ចូលដាក់វាអស់ទៅឲ្យវាពេញចានដែកហ្នឹងមកក្នុងចានដែកយើងបន្ទាប់មកទៀតយើងយកអំបិលអំបិលខ្ញុំប្រើប៉ុនេះណាប្រើច្រើននេះទៅក៏បានដែរយើងច្របាច់អំបិលវាយើងច្បាច់ចំបល់វាអញ្ចឹងទៅហើយរួចឲ្យវាសប់នៅពេលយើងច្បល់វាវាសប់បែបនេះអស់ហើយណាអញ្ចឹងយើងរក្សាវាទុក15នាទីដើម្បីឲ្យតសក់យើងនឹងវាត្រមបន្តិចពេលនេះភ្លើងយើងកាត់ទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកទឹកយកមកដាក់ដាំយើងដាំវាឲ្យវាពុះទៅហើយពេលវាពុះយើងដាក់គ្រឿងផ្សំហើយបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបផ្សំគ្រឿងដាក់ចូលទៅក្នុងទឹករបស់ខ្ញុំនេះណាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមយើងបកសំបកហើយខ្ញុំយកវាទៅលាងទឹកសិនពេលខ្ញុំលាងទឹកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំហាន់វាស្ដើងស្ដើងយើងហាន់វារួចយើងទុកវាដល់ឡៃសិនណាចាំពេលទឹកយើងពុះចាំខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនបន្តទៀតថាខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីបន្ថែម
tất đại dương đám cứ bia riêng chụp cục bạn đi hái chân nhom nhom băng cứ đường bật đá nem bẩn anh ấy bị chén đặc biệt phần nắng đặc mặt thích nhưng mà nó bị chén anh ấy score nào mình đã bình chân hay dính cầu vì cầu vì lấy score sân á tầm có hóm đặt chỗ tầm xó đặt chỗ rong chan một cái cục bẩn tách chạm dương được cho tập dương cung hơi bên này tập nhâm cung nhâm chạp nào giờ bị trên màu tài mà đồ thôi máu dương vô bị phục rồi thì chết nó bên này tập dương cục cung tập đai đường chân nhâm tụi bị thì chết sân hay sao bên tình ấy nhâm tự điệp tự sọ sân á rồi dạp bê đập ra một tí cứ bàn một đòn hơi sọ dương đối với riêng chỗ chuyện mùi bẩn lắm á chân nhóm chắp đá vì hiện tuần tuần này bằng con khinh tuần tuần này chân nhóm cho vì tài liệu tập chánh tập vì dương liên tập yên chánh dương xoáng vì là đã cái chế này xoáng tập lúc sáng dương sáng chân mà hai nè chân tục về sáng tắc sân chăm dương vô riệp việt vô việt riệp đặt không cao rồi em vô tập sáng một riệp trồ trồ cái tố rồi xa tập tập chương nó dương tục về thì chẹn chân ấy dương ai phở cái tố cho các bạn cái tố cao của bạn tay nhóm nhóm phở chỉ lẹ cả nè cái tố cho nè dương vô tập sáng dương riệp trồ tập không năng tới tốt khốn nhưng đã bị tố đã bị khốn lắm nhưng ấy dùng bàn bị cái tố năng á nó bê đã dương riêng tự sợ dương bàn xa là ồn chẳng anh ấy mà tì dương phở mà tì của hôm của bạn tì chay của bạn miền mà tì ấy đã mà tì năng á tại nhóm mình tê chay nhóm đạm tê chay vì mình sợ là o mới tại vì là o nhầm nên nhóm đạp phần nắng bên ý tập dương thì trẻ nữa chân nhóm chạp đà chạp đu vì đạp châu nằm tập tàu tại mặt đồ dương đặt tật các thương mà đây lịch tật sọ hàng này cần chẳng là dương phở tật dạng nào vì lịch tật sọ dương ở bàn vì là o cần là dương phở tật nó còn đạo lịch tật sọ dương tê bị ăn o thì dương thương mà dương đặt tật các ở vì lịch tật sọ dương cần là dương đặt tật ở lịch tật sọ dương tê vì thừa ao tật sọ dương nó trụ ở bàn là o hay phô ở o đây nè chẳng dương thử ca thừa dạng ná làm bay đặt tật nó ở vì lịch tật sọ tới nó về là dương đặt tật lịch tật sọ hay chẳng dương trộp vì trộp bia mua về chết đó nè mua về chết rồi cho ăn hai
cho tới tục bia là dạ pepi giúp chăm dương cho bia mà nhầm hay mình ta tiết nhóm nâng bằng hai bông phố nơi bên này ta sọ nhóm vi khai được chia ta sọ chứ đủ mẹ ní bông phố xong tốt xin chị mùi dương nhóm nơi vẽ bằng tỏ tiền nó ca sửa đấy bông phố thay ní đá cư chịt ngay đại dương đo là cầm nọt từ ba mưa ta sọ bạc dương ta 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 sọ dương nâng miền rụp riêng qua sầm bò lập bài từ chị dạng nào hỏi đàm bay chiếc vì ca thưa chủ ta sọ bạc nhóm chấn nhóm xong bằng hai bông phố tầng ọc nì bàn khơi nát chạp đam ba cầm hộp tầng ọc nì á nè được chân chân đấy nè nè khởi nhé bằng bộ khởi nhót vì chân chỉ đủ riêng bạn nè to vì vi chân chỉ đủ riêng bạn nè hay những chạm vi chân màu nơi thang khổm vì là o để xa tập vi nó vì lịch đó lịch sợ dương thì chẳng tới bị thừa ai sợ dương nó miên phù là o mềm tèm nhưng chặt vì chân chân máu nhưng chặt vì o chấn nhưng chặt mùi tiền trong bay ta mà tên bao dương á có vì nên pho được chủ anh chẳng hạn cái hay là chủ mà tên á có vì làm pho của trong nhà mình đây nữa nên tao chăm cái chủ của sợi trong bay ta mà tên dương nó còn làm pho của trong nhà mình đây nó tên ní cái sợi bao dương nó cứ là o mềm tèn á ngay dương mình thưa tập phân đăng hay dương vô vì mà nhà ba này bông ồn cứ dương thở ca vô vì mà liêng tập sân nếu bây để liêng tập ruột dương chạm nam xong cường vía vì cho ruột kiệt ngánh chạm dương vô vì đã là xe tu được có bạn đi tự dương ngại vô vì mà tập ruột tiền bàn á lâu nhóm xong vô tập mà liêng vì chanh sân dương liêng đấy cứ liêng ở vì ở hà xa đặc biệt đại viêm miền triệt phục của cung á này chuột nâng sọ dương đừng miền ấy sò sò chẳng á người dương liêng về sản chẳng hay dương xoắn để đặt trẻ nữa lấy vô chặt đi về chẳng ở vì chỗ chiến á chặt chị buôn này dùng clay đi chặt chặt một trăm về anh kì lời dân chết rồi chứ nè nhầm xăm cường bạp bông ôn thay nhầm đại ít này anh ấy cứ tâm so trên trăm nhầm đại vỉa hào ý rồi bị chui anh ấy bảo lắm nhầm đại tầm tích tế đòi xa ta ta sọ dương nắng viên miên ở ruột chết phải hay nằm chu lạc ta hay chân nhầm phà bảo lắm tầm tích chứ nè นี่คือสกอร์สอสกอร์สอยังดับปนังตื้อนี่บีเจนยังไงยังดับบีเจนปนังตื้อปนังยังจะบอลวีนะกระดามจะบอลวีกระหลอกวีจะบอลวีเลยวีโจชีตตื้อยมดูจันได้จันได้ซาบิโต้เป
េដែលយើងច្បល់វារួចយើងចាប់ដើមយកវាមកដាក់ក្នុងថាសអញ្ចឹងទៅវិញនេះគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនយើងអាចយកវាមកញ៉ាំបានហើយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលចិត្តទស្សនានៅលេង YouTube របស់យើងខ្ញុំពេជ្រសវណ្ណ PA ថាបងប្អូនប្រកបពីបានទស្សនាវីដេអូដែលថ្មីហើយប្លែកពីយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe បន្តមកសូមជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗក៏ដូចជាមុខវិជ្ជាមេផ្ទះឬទីផ្សារនានាដែលយើងខ្ញុំតែងតែទៅថតនិងផ្ដិតយកកន្លែងបងបងអាជីវករយើងគាត់លក់ដូរចា៎ជាប្រចាំថ្ងៃនឹងថ្ងៃសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតគ្រួសារយើងផងដែរឥឡូវយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជូនពរមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាយបាយ